Hello, xin tất cả chị em đã quay trở lại với series tiếp theo của mình nhá. Thì ngày nay thì mình sẽ mang lên là 20 củ, mình sẽ chiến ở trên cái môn xích bo. Thì mình sẽ nói vấn đề là cầu nghịch thường xuất hiện ở vị nào ở môn xích bo nhá. Em cùng xem là cầu nghịch thường xuất hiện ở vị nào. Thì thực sự tất cả chị em đang xem là cái video này của mình thì cầu nghịch ở trên cái môn xích bo thì thường thường xuất hiện tất cả các vị ở trên môn xích bo. Đấy, nó không gọi là trù gì là một vị cả, bởi vì khi nó sử xảy ra cầu nghịch thì cầu ngắn hay cầu dài thì cầu nào thế anh em ạ, đấy cầu nào thế thôi. Chỉ quan trọng là khi mình đánh và khi mình chơi ở trên môn xịt bo này mình có thể là bắt được cái dạng cầu nghịch hay không, vấn đề là quan trọng. Mình có thể là kiếm lúa ở trên dạng cầu nghịch hay không, đấy mới là điều quan trọng anh em nhé. Đấy thì với những cái phương pháp và với những cách đánh giản đơn hiệu quả thì cũng có thể giúp đỡ cho anh em một phần nào đó của anh em. Thì thứ vừa rồi thì mình cũng đã ăn được một chút nên thứ này thì mình soi qua mình thấy cái vị là 663 này khả năng rất là cao, cái cầu này sẽ nhảy cầu xỉu nên thứ này thì xỉu hay tài bịp một cầu. Thôi đánh tiếp, đánh tiếp, mình vừa rồi mình kiếm mình đi nghỉ cơ, nhưng vừa rồi mình đã kiếm được cũng khoảng hơn 5 củ nên cái này thì mình sẽ dồn hết rồi mình sẽ đánh vào vị anh em nhé, vị và cầu. Đây em cùng xem cái cầu này sẽ có phải ra cái cầu tài hay không. Đấy link của con TC thiên đường chơi thì mình luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới cái phần mô tả rồi. Anh em nào đánh và anh em nào chơi thì ấn tay vào link nhá để cảm nhận tất cả các trò chơi ở trên cái bộ môn Sixball trên con TC thiên đường chơi này. Đấy thì vừa rồi thì tiếp tục ăn một tay nữa anh em ạ. Vừa rồi lại tiếp tục ăn một tay nữa. Đấy anh em thấy chưa? Đấy đơn giản nhá, dễ chơi nhá và lại dễ trúng thưởng được ở trên cái bộ môn Sixball ở trên cái con TC trên đường chơi này với những cái phương pháp và với những cái đánh giản đơn hiệu quả ở trên cái con TC trên đường chơi. Thì bây giờ thì anh em cùng mình xem về cái phương pháp và xem về cái cách chơi, xem cái này thì mình sẽ đánh ở trên những dạng cầu nào vừa xuất hiện vừa bị 663 sau lại xuống 661 thì khả năng rất là cao cái cầu này thì nó xuất hiện một cái vị tài nữa. Đây là tiếng này thì mình sẽ đánh tiếp vào cầu tài, nốt cầu nốt vị nhá. Đây anh em cùng xem kết quả, xem tay này xem nó như thế nào. Đấy xem nó có chuẩn và ok và rực rỡ hay không. Rồi 532 vậy là ra cầu ta cầu xỉu anh em ạ. Đấy nhưng mà mình cũng là thực sự là tỉnh táo đúng không anh em. Đấy mình thấy cái cầu nó có cái khoai khoai cái là mình đánh không dám đánh lớn được cầu đấy, bởi vì là mình biết là cái cầu đấy sẽ xảy ra những cái vị như vậy nên là anh em phải hiểu được là cái vấn đề ở trên cái bộ môn Sixball nó xuất hiện những cái vị cầu nghịch ở cái vị nào thì anh em lên đánh nhỏ cái vị đấy nhá. Đấy thì tiếp tục bây giờ là ra cái vị nào bao nhiêu 532, ok cái vị 532 này tiếp tục mình sẽ như cầu xỉu nhá, 32 nốt vị số 2 nốt vị số 9 rồi ok. Để xem cái kết quả xem tay này thì nào có chuẩn chỉ với giữa và ok ở trên cái bộ môn là xích bỏ trên con TDC thì nữa chưa thì không. Đấy link của con TDC thì nữa chưa thì mình luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em nào đánh và anh em nào chơi ấn tay vào link, còn mình thì luôn chỉ cho anh em về những cái phương pháp luôn cách đánh hay nhất dễ nhất. Anh em nào xem video của mình cảm thấy hay cảm thấy ok cho mình một lượt like và follow nhá, xin cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Rồi ok rồi 1 2 3 6 đấy ăn vị số 2 và ăn vị xỉu anh em thấy chưa, không ăn vị 9 đấy nhưng mà cũng là đẳng cấp đúng không anh em. Đấy cứ từ 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 nhẹ nhàng đánh không phải vội vàng ở trên tất cả các cầu của bộ môn xích bò ở đâu, bình tĩnh thì mới tự tin, bình tĩnh thì mới có chiến thắng được, còn đánh lớ ngớ là vỡ mồm ngay. Rồi ok bắt được vị 6 và bắt được vị 54 đây đây và cái dạng cầu tài đánh to và cái vị số 6 này và vị lót vị 64 này nữa. Đấy thì hiện tại thì bây giờ với cái số 4 ban đầu em vào hiện tại bây giờ thì mình cũng kiếm được khớ rồi, cũng được chục hơn chục rồi nên là bây giờ mình đang bo ngắn tỷ số lại nhá, bo vào cái số 4 của mình. Đấy thì em cũng hiểu được là kiếm được lời thì phải biết tiết kiệm, kiếm được lãi thì phải biết quản lý tài chính tốt, không thì lại ra đê rồi anh em ạ. Rồi kết quả rồi vậy là tiếp tục ra cái vị là cầu xỉu để tiếp tục đi cái vị là 221 anh em ạ.
Rồi thì nếu mà cầu thế lại xuất hiện được cái vị nghịch ở cái vị 2-1 rồi đây, thì thế này mình lại bỏ qua, mình sẽ không bắt ở cầu này nhá. Nếu bắt cầu này có thể xảy ra mất núa ở cầu này. Đấy, cầu này những dạng cầu không chắc chắn và những dạng cầu không ok thì mình sẽ bỏ qua ở trên tất cả dạng cầu của cái bộ môn xịt bo ở trên con TC thì nửa chơi. Thì bây giờ thì cùng xem là cầu này nó ra là cầu gì, xem nó đứng là cầu tài hay là đứng cầu xỉu, đứng ở vị chẵn hay vị lẻ. Đấy, thì xem được kết quả thì mình mới luận được cầu kèo mình đánh. Không phải lúc nào đánh có chuẩn này em ạ, đánh thì phải khôn khéo thì mình có lời được, đánh thì phải phải biết hiểu được cầu kèo thì mình mới có lãi được, chứ còn lúc nào mình đánh bừa anh phứa thì chắc chắn là đối với tất cả anh chị em là mình sẽ không bao giờ có lời và mình cũng chả bao giờ có lãi được ở trên cái bộ môn xịt bo ở trên con TC thì được chơi. Đây anh em cùng xem kết quả này nó là cầu gì đây. Rồi vẫn tiếp tục là một cái cầu xỉu 53 ra 1 này, 53 ra 1 thì thường thường cái vị xỉu là 53 ra 1 thì cái xỉu này thì nó hay nhảy tài này. Đấy thì cái vị này thì mình sẽ đánh cầu tài nhá. Thế này thì đánh khoảng 2 củ thôi. Đánh ít thôi nhỉ, đánh ít thôi, đánh từ tốn thôi, không phải vội vàng cả. Bây giờ thì số vốn của mình cũng lời cũng được tính cả bây giờ mà không tính số vốn đánh thì bây giờ lời được 7 củ, 7 củ cũng là ok rồi, chuẩn chỉ rồi đúng không anh em? Đấy, đây là đánh bình tĩnh thôi, bình tĩnh để tự tin để có thể chiến thắng được ở trên cái bộ môn xịt bo trên con TC thì là chơi nhá. Rồi xem kết quả xem tên này thế nào đây. Đấy, rồi ok. Thế này thì mình đánh ở trên những cái dạng cầu này thì cũng xuất hiện những dạng vị nghịch cũng khớ là nhiều, nhưng mà anh em yên tâm vị nghịch thì mình đều có cách giải quyết hết anh em ạ. Cầu nghịch với cầu thuận nó đánh cũng rất là dễ, nghịch thì đánh nghịch, thuận đánh thuận, nghịch thì đánh theo nghịch thì nó sẽ đặt gặp những cái dạng cầu ví dụ là ai có bẹt thì anh em cầm cầu nghịch anh em cứ đánh theo bẹt cho mình thì chắc chắn khẳng định đối với tất cả chị em là được sữa thôi, là ok thôi. Em thì chưa ăn chưa đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, quá là ok, là quá là tuyệt vời này. Thường thường là cái vị là 662 này, cái vị này xuất hiện hay xuất hiện cái vị 6 nên thứ này đánh tiếp đánh mỗi một cái vị 6 anh không phải cần phải đánh nhiều gì cả. Đấy, để lại là 30 củ chốt lãi, nếu mà tay này bị cấy thì mình sẽ kết thúc và mình sẽ chốt lãi anh em nhé. Bởi vì là cái số vốn ban đầu em vào hiện tại cũng nên được là đến thời điểm bây giờ là chục củ là cũng ok rồi anh em ạ. Đấy thì mình chủ yếu là mình nên đây mình chia sẻ với em là vị nghịch thường xuất hiện ở vị nào của môn xịt bo trên con TC thì nữa chơi, để anh em có thể hiểu thấu hết được là vị nghịch thường xuất hiện vị nào, xong rồi anh em đánh anh em chơi anh em có thể là chiến thắng được ở trên môn xịt bo trên con TC thì nữa chơi này. Đấy, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều có những cái mẹo mà mình nói em, tất cả mọi thứ nó đều có những cái mẹo và tất cả mọi thứ nó đều có những phương pháp riêng của nó anh em ạ. Rồi ok anh em, bây giờ thì cùng xem cái kết quả đấy, xem cái này là cầu gì đây, xem nó có ok không nào. Mở nào, rồi 511 rồi em gãy cầu rồi, em không phải là ra cái cầu cầu tài rồi, không sao. Thì hiện tại số vốn ban đầu mang vào hiện tại lên được 30 củ nhá. Thì link của con TC thì mình luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả. Bây giờ xin phép tất cả chị em mình sẽ kết thúc ở chỗ này đây. Ok anh em, xin chào và lại anh em ở video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.